Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm chuyên tính tiền về cái mô hình quán ăn, quán nhậu, nhà hàng hay là cà phê, trà sữa, vân vân. Đây, thì đây là trang chủ của phần mềm, thì nó có bán hàng, cài đặt, thu chi, báo cáo và cơ động. Đó, đây là cái mục chính. Rồi bán hàng thì đó mình chia theo khu, nếu mà đây mình cho một khu khu bàn thôi thì tất cả các bàn nào đây là tổng tất cả là 63 bàn. Tại nó có thêm miếng bằng tiệc và bằng mang về. Và đó. Thì còn dưới cái nút này, nút trang chủ để mình có quay lại. Rồi có nút chuyển bàn, in lại hóa đơn thanh toán, in tạm tính, điều chỉnh hóa đơn, đúng không? Rồi thì mình giới thiệu cách bán hàng và cách cài món nhanh cho các bạn xem. Đây là cái sơ đồ bàn. Ví dụ khách vào bàn số 5 thì mình chỉ việc click chuột vào bàn số 5 đó, thì nó hiện lên cái trang menu thức uống đồ ăn của nhà hàng. Ví dụ như nào các bạn thấy không, đây mình có bên thanh bên tay tay trái này, nó có này khai vị, thì mình rít cho khai vị tất cả các nhóm khai vị thì lên đây, rồi bia nước ngọt, rồi thuốc lá, rượu, tương tự như vậy. Đó là mình chia theo nhóm. Đó, như đây là cái menu của một quán gì, nhưng mình nói thì nướng này, hấp tái này, thì những cái món nướng là tất cả món nướng nằm đây, hấp tái, món xào, món luộc, món chiên, món lẩu, thì rất rõ ràng. Mình lít chua cái nào thì hiện cái đó rất là nhanh các bạn ha. Rồi ví dụ khách hàng kêu là nước ngọt đi, bia nước ngọt, kêu tiger chai, kêu 10 chai thì bấm số 10 này, ở số 10 này mình bấm lên đây này, số lượng bấm lại với tiger bạc chai, đó thấy 10 chai này, tương tự như vậy. Nướng món nướng thì cái món nướng thôi, thịt dê nướng tiếp tục vú nướng một. Còn nếu mà cái thằng kêu hai cái lít cho hai, dùng hấp tái đi, kêu là hai cái tiết canh dê lít một cái hai cái cũng được. Thì mình rồi thì mình order xong thì cái mặt hàng order thì nó nhảy qua này. Trường hợp nếu các bạn in bếp thì mình lưu bàn, nó tự in cái bếp, rồi từ đây mình không in này thôi. Đây rồi mình sắp lưu bàn, được bạn. Thì cái bàn nào mà khách có khách ngồi thì nó hiện đây là tổng tiền này, đó, và màu đỏ lên và thời gian. Tương tự như vậy mình sẽ làm một số 8 đây, rồi như là khai quân tây chiên một, rồi rau thêm một, rồi bia nước ngọt cũng như vậy, bia nó vào bình thường đúng không, nếu số lượng nhiều lít vào nhiều là cũng được, cái món số lượng lít vô cũng được tùy mình. Rồi rồi món xào lít vô bình thường. Rồi còn trường hợp nếu các bạn mắm bấm mà các bạn món gì không dùng thì bấm vào món đó, bấm nút xóa số món này, rồi là xong. Món nào thêm thì bấm cộng vào này. Từ ví dụ bia tiger nào chai đi, nếu các bạn muốn món cộng cũng được lên, đó, không thì bấm 10 2 13 cộng thì nó cộng lên thì 14 theo. Đó, như là bia tiger nào lon đang là 10 10 lon này, bấm thêm 10 lon nữa, mã số 10 này cộng là 20, đó rất rõ ràng. Đó là còn trường hợp nếu các muốn trừ đi thì bấm như là bia tiger nâu chai này, trừ đi 4 lon thì bấm click vào tiger nâu chai, bấm số 4, bấm nút trừ thì nó sẽ trừ đi. Rồi mình lưu bàn lại bình thường. Đó. Đó là cách bán hàng. Rồi trường hợp nếu như các bạn muốn sửa giá hay là cài thêm một món nào đó thì mình mở một bàn bất kỳ lên. Đó, ví dụ như này. Mình muốn sửa giá mặt ăn này, bấm nút chỉnh sửa trước này. Lúc chỉnh sửa click vô cái mặt hàng đó là mình sửa giá lại, cái gì là 55 ngàn lưu và xong theo, muốn chỉnh sửa lại chỉnh sửa click vào đây rồi 50 ngàn lại là xong. Còn được hợp thứ mình muốn cài thêm một cái món nào đó vô cái món nướng này thì click vô ô nướng này thì nó còn ô trống này, nó chỉnh sửa click ô trống này mình cài, gõ thêm vào đây gì nướng mọi nguyên tả bấm giá như là 250 ngàn, bấm lưu là xong. Đó, rất là đơn giản. Còn muốn bỏ đi thì chỉnh sửa vô đó, click vô đó lại, mình bấm chỗ khoảng trắng hoặc là một mấy đó, rồi
giá không đồng liệu là xong. Đó là cái chỉnh sửa món. Đó. Rồi. Rồi như khách tính tiền. Như khách tính tiền này, khách trương tính tiền bằng số 8 nick và số 8 này. Đó. Mình xem khách có trả món nào không. Đó, ví dụ như bia Tiger No Lon này, khách kêu 20 lon nhưng uống có 10 lon, trả là 10 lon thì lít cho Tiger No Lon này, bấm số 10, số lượng trừ, trừ. Số còn lại 10 lon. Tương tự như vậy. Dê xào xả ớt khách kêu nhưng mà không bưng ra, không làm kịp thì bấm dê xả ớt là bấm nút xóa món là xong, rất đơn giản. Rồi mình kiểm xong. Chính trường hợp mình muốn là không thanh toán, muốn in trước cho khách hàng xem thì mình bấm nút lưu bàn đây, đây mình in đây, in tạm này, bấm nút in tạm trước, rồi mình thấy là chọn bàn in tạm tính thì mình chọn bàn đó, lấy chưa? Thì nó sẽ in ra một view tạm tính. Đây, nó ra này. Đây, nãy mình cho in chưa in cái số 80 cho nên nó sẽ in như này, in cái số lượng như này. In tạm tính thì nó sẽ in ra cho mình là cái hóa đơn bán hàng là chỉ in là tên hàng và số lượng. Đó là in tạm tính. Tạm tính nghĩa là nó in cái tên hàng và số lượng hàng để khách hàng kiểm thôi chứ không in giá ra. Bảng số 8 này, đó, cái logo này của mình. Thì cái logo thế nào? Ra, ok. Đó, rất rõ ràng. Đó, là cái view tạm tính như thế này. Là yêu cầu là sẽ in ra món ăn và in số lượng cho khách hàng kiểm có đúng hay không. Rồi trường hợp rồi mình muốn thanh toán thì mình vào đây cái tính tiền mở lên, rồi mình ấn nút thanh toán đồng ý, nó sẽ ra hóa đơn để mình in thử cái view của bạn còn xem đây. Đó, thế này logo hóa đơn số 1 ngày 7 tháng 3 2023 22:19:51 bảng số 8 tên hàng dòng số lượng đơn giá và thành tiền. Đó, rất rõ ràng tổng tiền là bao nhiêu. Đó, rất rõ ràng. Cảm ơn khách hàng gặp lại. Đây là kho đơn rất đẹp như này. Đó, lúc này mình chỉ cần thu tiền thôi là xong. Rồi, là kho đơn đẹp. Đó là cái hợp mà các bạn muốn chuyển bàn thì sao? Đó, như khách hàng đang ngồi bàn số 5 này muốn chuyển qua bàn số 10 thì mình chỉ việc bấm nút chuyển bàn. Chuyển bàn khi bấm vào nút chuyển bàn thì nó hiện lên là nhấp nháy ha. Đó. Chọn bàn nguồn cần chuyển là từ bàn số 5, click chuột số 5 thì nó nói tiếp là chọn bàn đích cần chuyển là số 10. Đó thì nó chuyển qua là thành công, chuyển bàn thành công. Đó là đây có số 10. Ví dụ mình chuyển lại muốn chuyển từ bàn 10 sang bàn 18 thì mình sẽ click vô nút chuyển bàn trước này. Đó thì nó hiện lên cái dòng này là chọn bàn nguồn cần chuyển là bàn cần chuyển là bàn nào, là bàn số 10. Click cho bàn số 10 xong hiểu là chọn bàn đích cần chuyển đến để bàn số 18. Click vô thì khi nó qua 18 xong thì nó hiện lại là chuyển bàn thành công và cái ô chuyển bàn nó chấp nháy đi là bình thường. Đó. Là đã là mình chuyển qua. Rồi, giờ mình muốn tính tiền bàn số 18 này mà giảm phần trăm. Click mở lên. Rồi mình bán thêm, nếu khách kêu thêm được cái thêm mình sẽ bán thêm bình thường. Tự động cộng lên, rồi mình cũng đưa bàn bình thường. Rồi tính tiền mình click lên. Rồi thêm đây nó có giảm phần trăm này, giảm phần trăm món ăn, giảm phần trăm theo thức ăn, giảm phần trăm theo hóa đơn và giảm phần trăm theo từng món. Đó. Trường hợp nếu như mình chỉ giảm phần trăm thức ăn không thì mình click về phần thức ăn này để nó hỏi mình chọn 5, 10, 15, 20, 25. Còn trường hợp nếu mình cái phần trăm mình giảm không có trong này thì mình sẽ gõ vào đây. Đó. Trường hợp nếu giảm cả hóa đơn thì click vào đây, giảm hóa đơn giảm 10% đi, bấm xuống 10%. Đây thì tổng số tiền là 1.260.000, nó giảm 10%, nó còn là trừ đi 126.000, còn lại 1.134.000. Rất rõ ràng, mình sẽ bấm nút thanh toán. Đây mình đồng ý giảm 10% hóa đơn là 126.000 đồng, tiền mặt của thanh toán là 1.134.000. Rất rõ ràng, in ra hóa đơn thế này. Đó, lúc này mình chỉ cần việc đó, rất rõ ràng mà tha. Đó, hóa đơn logo mình thiết kế theo ý khách hàng. Đấy, logo, địa chỉ, tên quán. Đó, rất rõ ràng. Còn thấy không? Rõ ràng. Đây. Rõ ràng, thấy không? Rồi, đó là cái mình giới thiệu về cái phần mềm tính tiền cho nhà hàng, cà phê hay là quán nhậu. Đó, rất đơn giản các bạn. Như là click vô, mở bàn lên rồi chọn món, chọn nhóm hàng, chọn món, chọn hàng, chọn món. Rồi xong lưu bàn là xong.
Khi tính tiền chỉ việc click lên, rồi muốn món nào thêm thì cộng vào, món nào thêm cộng vào, món nào bớt thì click gì đó trừ ra, rồi các món nào không dùng thì bấm nút bỏ số đi và tổng đọc lưu bàn. Tương tự như vậy, còn muốn thanh toán là mở lên thanh toán, hoặc là muốn chuyển bàn thì bấm nút chuyển bàn, rồi chọn bàn đi, chọn bàn đến, nó sẽ xong rồi mở lên, rồi mình tính tiền thanh toán, rồi giảm phần trăm không thoát ra, giảm phần trăm thì mở lại, rồi dọn phần trăm hết thức ăn, rồi chọn mấy phần trăm, rồi mình bỏ thức uống bình thường, nó giảm thức ăn không, rồi mình đánh thanh toán đồng ý, trực ra hỏi đây. Giảm 10% thức ăn không, thức uống không 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 giảm. Đó là cái tính tiền cho nhà. Rồi mình bán hàng xong thì cuối ngày mình sẽ xem được cái báo cáo bán hàng doanh thu thì vô trang chủ này, rồi vô báo cáo, rồi có mấy in hóa đơn này mình click vô thì tự in ra, còn mình muốn xem màn hình thì click vô đây. Thì báo cáo nó có báo cáo theo năm, quý quý nào thì tìm mình hay quý này, rồi tháng tháng ngoái thì tìm mình luôn, mới muốn mình chọn. Rồi hôm nay là ngày hôm nay, bất kỳ mình chọn từ cái ngày nào tới ngày nào, đó rất là nhiều cách xem. Thì hôm nay mình xem hôm nay thôi, còn nếu qua ngày hôm sau mình muốn xem ngày hôm trước thì mình chọn bất kỳ, rồi mình chọn cái ngày đó mình cần xem, mình chọn ngày 6 mình xem bình thường. Còn mình hôm nay là hôm nay, cậu muốn xem một tháng nào thì chọn tháng đó, mà hôm nay là ngày hôm nay, rồi mình click đúp vô cái doanh thu theo ngày thì nó sẽ cho mình đây. Đó, ngày hôm nay đó, mình bán số tiền là bao nhiêu tiền, tổng số tiền bán giảm bao nhiêu, còn lại bao nhiêu tiền, rất rõ ràng ngày nào. Rồi tiếp tục mình chi tiết theo nhóm hàng thì đây chi tiết rất rõ ràng đây. Đây khi vị đây mình bán là bao nhiêu, một món gì, bia nước ngọt bán những món gì, nướng món nướng bán những món gì, số lượng bao nhiêu, tương tự như vậy rõ ràng. Đó, chi tiết mình muốn tên số mình xem tiếp tục bán luộc bán những món gì, rõ ràng. Đây muốn xem qua trang. Đây, đây là cái sơ đồ, cái biểu đồ để mình xem là những món nào bán nhiều nhất bao nhiêu phần trăm, đây rõ ràng cho mình, rõ ràng. Đó là cách tính tiền và xem báo cáo bán hàng ngày. Đó là cái phần mềm chuyên tính tiền về cái mô hình quán ăn, quán nhậu, nhà hàng, karaoke, pizza hay là trà sữa vân vân.